Những chia sẻ của Phương Nhi, và có lẽ là quý vị khán giả cũng đã chờ đợi cô gái cuối cùng của chúng ta, Nam Em. Nam Em đã từng chia sẻ là tuổi trẻ của mình đã có những sai lầm, có những dại khờ. Vậy thì Nam Em mong muốn mang tới một hình ảnh Nam Em như thế nào khi mà tới với Miss World Việt Nam năm nay? Thật ra thì cũng rất là nhiều người rất là bất ngờ khi mà Nam Em đăng ký tham dự cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Thì thật sự mà nói thì có thể ai cũng nghĩ rằng một tân hoa hậu phải có một cái profile sạch và phải có bằng cấp, có tuổi trẻ, nói chung là trẻ đó. Thì với cái độ tuổi 26 tuổi của Nam Em thì không gọi là quá già, nhưng mà cũng là một cái lứa tuổi mà gọi là cái cuộc chiến cuối cùng rồi. Và chắc là những dại khờ và những cái sai lầm của Nam Em thì tất cả mọi người đều biết hết rồi. Ai mà biết tới Nam Em thì cũng đã biết hết rồi. Thì Nam Em không muốn lôi cái quá khứ ra để cho mọi người thương cảm hơn, đồng cảm hơn, mà Nam Em chỉ muốn truyền cảm hứng đến những ai đang ở trong cái giai đoạn như Nam Em, hoặc những ai đang trải qua những cái quá trình mà họ phải chiến đấu với chính cái bóng tối của mình. Thì Nam Em đã làm được, và coi như đây là một cái bằng chứng sống để mọi người nhìn thấy và mọi người cảm thấy là sao cô gái này nghị lực quá. Thì bản thân Nam Em là một người có thể làm được, thì tại sao mọi người lại không? Bóng tối đó chỉ là nhất thời thôi, và cái hiện trạng của cái xã hội bây giờ là chúng ta bị rơi vào cái căn bệnh của xã hội, đó là bệnh rối loạn lưỡng cực. Chúng ta có thể rất là dễ vui, rất là dễ hưng phấn và cũng rất là dễ buồn, rất là dễ nói ra những lời nói gây tổn thương tới người khác. Nhưng mà thật sự thì chúng ta đang phải cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này bằng cách là kết nối với nhau thông qua cái việc là chúng ta gặp gỡ, nói chuyện với nhau nhiều hơn, thay vì là sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Ai cũng thu mình lại bằng một cái màn hình điện thoại và chúng ta cứ sống với những cái hình ảnh như là TikTok, Facebook, Instagram. Tất cả mọi thứ chúng ta đều quan trọng nó bằng cái mạng xã hội, mà chúng ta không biết là cái kết nối giữa con người với con người mới tạo ra những cái năng lượng tốt để chúng ta tích cực hơn, sống tốt hơn và có một cái môi trường sống lành mạnh hơn. Cảm ơn những chia sẻ của Nam Em. Linh tin là câu chuyện của Nam Em là một câu chuyện vô cùng truyền cảm hứng. Quá khứ là những gì mà đã xảy ra và chúng ta không thể nào mà làm lại được. Có lẽ là cái điều duy nhất mà chúng ta có thể làm với quá khứ đấy là chấp nhận nó và phải bước qua nó mà thôi. Và Linh nghĩ là cái điều quan trọng nhất chúng ta cần làm ngay lúc này có lẽ là phải trân trọng hiện tại và làm tốt nhất cho hiện tại để mình có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không nào? Thực ra là trên mạng á, Linh cũng có đọc comment thì cũng có những khán giả có bình luận là Nam Em tới với Miss World Việt Nam 2022 năm nay là để tìm kiếm sự nổi tiếng và chưa thực sự nghiêm túc với cuộc thi. Thì không biết là Nam Em nghĩ sao về ý kiến như thế này? Thật ra nếu mà để tìm kiếm sự nổi tiếng thì có rất là nhiều cách. Chúng ta không phải nhất thiết phải bước vào một cuộc thi và chúng ta giống như là đang đi lính vậy đó. Thật ra ai tham gia cuộc thi Hoa hậu ai cũng biết rằng là ở đây rất là kỷ luật. Và không có một con người nào mà thích nổi tiếng mà bước vô môi trường kỷ luật mà chịu nổi hết trơn á. Và thật sự thì đối với Nam Em, cái lý do mà Nam Em vấp phải những cái sai lầm của quá khứ là vì mình không có ý thức được mình là người nổi tiếng. Cho nên là mình cứ việc làm những cái thứ mà mình suy nghĩ và mình không cần phải nghĩ tới cái điều gì sẽ xảy ra. Cho nên đó là lý do khiến Nam Em gặp những cái vấn đề. Chứ không phải là nhiều người cũng nói là đang cố tình tạo drama hay gì đó. Nhưng thật sự không phải, vì mình cứ ngây thơ với cái suy nghĩ của mình. Mình nói gì thì mình nghĩ sao mình nói thế thôi. Nhưng mà khi ngồi tại vị trí này rồi thì Nam Em cũng đã trải qua quá nhiều cái nỗi đau và quá nhiều bài học trong cuộc sống. Và cái thứ mà Nam Em học ra được đó là chúng ta phải biết kiểm soát lời nói của mình. Và ta nói cái gì thì cuộc sống ta sẽ xảy ra y như vậy. Và có những người ta vô tình nói ra những lời nói gây tổn thương người khác thôi. Nhưng mà có thể là những lời nói gây tổn thương mình sẽ tới trong tương lai. Cho nên là chúng ta hãy kiểm soát lời nói của mình để chúng ta kiểm soát được tương lai của mình. Cảm ơn lời khuyên vô cùng thiết thực tới từ Nam Em. Không biết là hoạt động trong giới showbiz cũng đã rất là lâu rồi.
Cũng có nhiều khi mà mình nhận được những comment ác ý và rất là tổn thương đến từ cộng đồng mạng. Thì không biết là những lúc đó Nam Em đã vượt qua bằng cách nào? Thật ra thì với Nam Em bây giờ có thể là những cái comment nó không còn giá trị gì với mình hết. Nhưng mà thật sự để mà phải nghe, phải chịu những cái điều đó thì không nên. Bởi vì nó cũng một dạng năng lượng. Khi mà mọi người nói về nhiều quá thì nó cũng sẽ vô tình ảnh hưởng tới mình. Cho nên là điều đầu tiên là mình phải khắc phục, mình phải hoàn thiện bản thân mình nhiều nhất có thể để hạn chế xảy ra những cái vấn đề mà khiến cho mọi người phải tranh cãi. Và nói chung là mình nên làm gì nghĩ gì cũng phải suy nghĩ cho tương lai cái đã. Đó là điều quan trọng. Và thật ra thì những cái comment tiêu cực đó Nam Em xem nhiều khi còn thấy giải trí nữa. Nó giải trí. Nhưng mà mình cũng phải nhìn lại bản thân mình là coi người ta đang nói đúng hay nói sai. Nếu mà nói sai thì mình coi là giải trí, còn nói đúng thì mình phải khắc phục. Bởi vì mình thích nghe những lời khen, nhưng những cái lời mà chê mình là đang là mình tốt lên mỗi ngày. Cho nên là nhiều khi chúng ta đang thật sự trở thành một chiến binh, và những lời nói đó nó chỉ trở thành một cái vũ khí để mình trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải là một cái liều thuốc độc gì đâu. Nên là mọi người cứ lạc quan với cuộc sống và hãy xem nhẹ lời nói, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhẹ nhàng. Trong suốt quá trình tham gia Miss World Việt Nam thì Linh có thấy là dưới mỗi bài post mà có hình của Nam Em á, là fan của Nam Em vào comment 088 rồi Nam Em rất là nhiều, thì Linh nhận thấy là Nam Em sở hữu một lượng fan vô cùng đông đảo. Thì không biết là Nam Em có cảm thấy là đây là một cái áp lực hay là đây là một lợi thế của Nam Em cho cuộc thi? Nói đúng hơn, đây là một sứ mệnh thì đúng hơn. Thì thật ra có nhiều người cũng hỏi là tại sao sức khỏe Nam Em đang không có ổn định, chứ không phải là không tốt nha. Em dùng từ ổn định là có lúc nó sẽ mệt và có lúc nó sẽ rất là khỏe. Vì vậy nên là Nam Em cũng xin phép được giải thích cái khúc này. Nó là không ổn định nha mọi người nha. Nhưng mà em đang khắc phục và nó tốt hơn mỗi ngày nha mọi người nha. Thì em đang đeo trên mình một sợi dây chuyền cỏ bốn lá, và gia đình của em, đại gia đình cỏ em tên là cỏ bốn lá. Và khi tới đây á, thì Nam Em cũng coi như là một sứ mệnh, bởi vì thật sự fan của Nam Em rất là mong muốn nhìn thấy hình ảnh của Nam Em trên sân khấu như thế nào, và mọi người rất rất là muốn được cổ vũ cho Nam Em với vai trò là thi một cuộc thi sắc đẹp. Tại vì mọi người đã từng cổ vũ Nam Em hát rồi, thì Nam Em kiểu đúng là chiều fan một chút là tới đây. Nhưng thật sự mình nói chiều fan ở đây thôi, nhưng mà mình cũng đang chiều bản thân mình một chút. Vì thật sự đến với những cái cuộc thi sắc đẹp, cái môi trường này nó dạy cho mình rất là nhiều cái kỹ năng sống, và dạy cho mình cái cách mà mình mạnh mẽ hơn. Ngoài kia xã hội có thể là mình có thể dễ dàng, mình dễ dãi với những cái cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng khi bước vào một cái sân chơi về sắc đẹp thì chúng ta hoàn toàn phải tích cực 100%. Và hoàn toàn tích cực, hoàn toàn lạc quan và hoàn toàn mạnh mẽ. Có thể là mọi người nhìn thấy vậy thôi, nhưng mà sau khi bước ra khỏi cuộc thi, chúng ta sẽ không dễ rơi lệ với một cái vấn đề nào đó mà nó xảy ra với mình. Vậy thì với Nam Em, điều gì là điều quan trọng nhất cần thiết phải có ở một cô Hoa hậu? Điều mà Nam Em cảm thấy quan trọng nhất với một cô Hoa hậu đó là phải truyền được cái thông điệp của mình và truyền cảm hứng đến giới trẻ để họ thay đổi, họ tốt hơn. Và chính bản thân mình cũng là người có thể giúp mọi người tốt hơn. Thì đó là cái cách mà Nam Em nghĩ thôi, vì mình cũng không phải là ban giám khảo. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng thú vị và sâu sắc đến từ Nam Em. Và Linh tin là các bạn thí sinh ngồi ở đây ngày hôm nay khi mà nghe được câu chuyện của Nam Em, cũng như là các quý vị khán giả khi mà nghe được câu chuyện của Nam Em cũng đã thực sự được truyền cảm hứng rất là nhiều. Cảm ơn phần chia sẻ của 5 bạn thí sinh ngày hôm nay. Linh tin là các quý vị khán giả đang ngồi coi trên màn hình TV cũng sẽ có một cái góc nhìn khác, một góc nhìn đa chiều hơn về cả 5 bạn thí sinh, về những cô gái vô cùng tài năng và xinh đẹp của Miss World Việt Nam. Và để khép lại phần thi ngày hôm nay thì các bạn thí sinh hãy cùng nhìn vào camera để có thể kêu gọi khán giả bình chọn cho mình nha. Đầu tiên là Khánh Nhi. Xin chào mọi người, mình là Phạm Khánh Nhi, số danh 486. Mọi người hãy bình chọn cho Nhi và comment phía dưới Phạm Khánh Nhi 486 để ủng hộ Nhi nhé. Xin mời Kim Thoa. Xin chào mọi người, tôi tên là Đặng Thị Kim Thoa, số báo danh 548. Mọi người hãy bình chọn cho Kim Thoa bằng cách comment Đặng Thị Kim Thoa, số báo danh 548 dưới phần comment nhé.
Xin mời Lan Anh. Mọi người ơi, mình là Vũ Thị Lan Anh, số báo danh 237. Hãy bình chọn cho mình bằng cách bình luận phía dưới Vũ Thị Lan Anh, số báo danh 237 nhé. Cảm ơn Lan Anh, xin mời Phương Nhi. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Phương Nhi, số danh 116. Hãy ủng hộ và bình chọn cho Phương Nhi bằng cách comment xuống bên dưới Nguyễn Phương Nhi, số báo danh 116. Xin cảm ơn mọi người. Và xin mời Nam Em. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo danh 088. Hãy bình chọn cho tôi bằng cách là comment dưới trang fanpage của Miss World Việt Nam. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn cả 5 bạn thí sinh đã tới với phần thi Head to Head Challenge ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Miss World Việt Nam. Và đừng quên bình chọn cho cô gái mà mình yêu thích nhất để cô ấy sẽ có cơ hội bước vào top 20 chung cuộc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!